À, coi chào cả nhà nhá. À, coi với cả em sự hôm nay đến đi ăn hải sản với hai gia đình hẹn nhau ấy. Hai gia đình hẹn nhau tối nay đi ăn hải sản đến quán hải sản Biển Đông cả nhà. Rất là nhiều tôm hùm khổng lồ luôn. Cả nhà có nhìn thấy tôm ở đây to không? Tôm hùm này, tôm hùm bông này. Đây là ngán đấy cả nhà nhá. Ngán này, ốc hoàng hậu này. Rất là nhiều. Đấy, mấy chị em thì đang chọn món này kia. Cá đây, mấy cá này chắc khoảng tầm 20 kg. To kinh khủng luôn. Đây kia là cá mập xịn luôn này. Cá to chưa. Ở đây có con cá trình này. Ui, khủng khiếp luôn. Mấy chị em đã chọn được món gì chưa? Đây, đây là bà xã của Hà đây, bà xã của Sự đây. Lần đầu tiên xuất hiện ở trên YouTube. Của Alaska. Alaska, tôm Alaska. Tôm Alaska. Hàu này. Cá bơn này. Ôi, cá bơn to chưa. Hà ăn hải sản rất nhiều nơi nhưng mà hải sản Biển Đông thì chắc chắn là một trong những cái quán hải sản mà có nhiều đồ ăn chất lượng nhất đấy. Toàn là đồ gọi khủng khiếp luôn đấy. Số 1 Hà Nội mà. Đây cá, đây với chuẩn là cá mập này. Cá mập này không biết là cá mập gì nhỉ, nhà nhỉ? Cả nhà comment là cá mập gì. Màu nó vàng, kia con cá trình này. Mấy cá này nó phải 20-30 cân đấy, phải 30 cân đấy cả nhà. Mấy chị em đã chọn được món gì rồi sư? Em thấy là lẩu này rồi ốc hương rồi là đằng dưới là lẩu bào ngư à? Bào ngư sashimi anh ạ. Ờ. Con này Trung Hải. Con này là Trung Hải. Con kia là con gì nhỉ? Ngao. Trong nhà mình là đều có sở thích ăn món ốc hương anh ạ. Ờ. Ăn ốc hương. Chị em cả anh em mình cũng có ăn. Ờ. Kia là con vòi voi, ốc vòi voi to đấy. Ốc vòi voi này cũng phải làm sashimi mới ngon. Xong là cho bọn trẻ con ăn lẩu đi. Nhìn nó cũng nhạy cảm vết nhỉ. Và xa sự đây cả nhà nhá. Đi biển không đồ ăn không nhiều bằng đây đâu mà. Thế là mình lên tầng 2 hả em? Thế là gọi xong rồi hả em? Ok, bây giờ Hà với cả em Sự với hai gia đình là lên tầng 2 để chờ món cả nhà. Tầng 2 của hải sản Biển Đông đấy. Nói chung là ở hải sản Biển Đông quá nhiều đồ ăn luôn ấy. Đây anh em mình của bà này, ôi đã có đồ luôn rồi. Nhanh thế. Vừa chưa kịp ngồi bàn đã có ra đồ rồi. Đây rồi mấy ông giặc này thì nhà mình chuẩn bị dùng thôi. Cả nhà ơi, nói chung là đồ ở đây thì tươi lắm. Mình còn bào ngư sashimi này. Anh em mình đợi đúng món đó mà ai. Hai anh em đi bảo nhau trước rồi. Bảo nhau trước rồi. Chèn nhất là em ăn thì ăn anh em mình cái sashimi là bào ngư. Lần đầu tiên chị ăn bào ngư đấy cả nhà. Bào ngư thì em ăn xong em nghiện. Và anh nghĩ là sẽ thỉnh thoảng em sẽ gọi Biển Đông ship đến tận nhà xong là làm sashimi. Em lấy giá hơn vì anh ạ, có đâu là 120.000 con nào anh. Không nhầm em vừa xem cái này là 120.000 con, anh em mình gọi 4 con là anh em mình sẽ tí nữa ăn là hơi nhiều đấy. Vâng. Nếu mà ăn sashimi cái đâu ngon anh em mình ăn được nhiều. Chị thì cũng thích ăn sashimi bảo ngư lắm. Đi cả nhà mình dùng đi. Đi cả nhà mình dùng đi. Em ơi, ăn ấy đi. Ăn ốc hương đi. Trẻ con này tí chắc là ăn lẩu thôi. Xét rau này, xét rau lẩu nhìn cũng hay nhỉ. Cả nhà ơi, đây rau thì có nấm này, có hai loại nấm này, rau cải này, rau mùng tơi này. Ôi ra đổ nhanh thật. Bào ngư đấy. Bào ngư của em Sự thích đây.
cả nhà ơi, hôm nay thì hai gia đình thì gọi một set lẩu. Set lẩu này là 1.189.000 này, với cả 4 con sò bàn mai và ốc hương nướng và bào ngư sashimi. Thực ra thì đấy thì cũng có 4 người lớn thôi. Anh em mình cũng sợ là có ăn hết đấy. Cả nhà, đồ thì rất là tươi. Chắc chắn là những cái đồ là tươi, thì có mực thì chắc chắn là phải ấy rồi. Mực thì chắc chắn là mực phải mực đông rồi. Không, tôm còn đang nhảy anh ạ. Tôm em thấy nó còn đang nhảy đấy. Tôm đang nhảy vẫn ngọ ngoại kìa. Cua vẫn đang giật. Đây, sò bàn mai đây cả nhà. Ốc hương này, bào ngư này. Và lẩu này, lẩu nhìn rau cũng rất là bày, rất là chuyên nghiệp đấy. Lần đầu tiên em ăn món này chắc là phải qua cốc chanh anh ạ. Đúng quá. Ta coi mời cả nhà nhé. Ăn bào ngư nhé, bào ngư sashimi. Hà thì bào ngư thì Hà thì thích ăn sashimi thôi. Anh phang thẳng luôn, thử miếng đầu. Anh mời em nhé. Vâng ạ. Mời quý vị nhé. Mời chị nhé. Mời quý vị, mời cả nhà nhé. Tí bọn trẻ con thì ăn lẩu thôi vì đồ sống thì nó không ăn được. Vợ em cũng quả đồng phục giống anh em mình nhỉ? Vâng, đấy, lính chiến. Hôm nào cả gia đình đi chơi đi. Hôm nào nhà mình làm chuyên lính thủy đánh bộ anh ạ. Lính thủy đánh bộ. Hôm nay là dẫn theo cả Caramel mà mọi người tỉnh thoảng thấy xuất hiện, không thấy xuất hiện đấy. Caramel hôm nay xuất hiện với cả nhà. Hôm nay là chị là ngoại lệ. Hôm nay là... mời cả nhà nhá. Anh ơi, anh thử cái món này đi, bảo ngư em thấy giòn ngon lắm. Em ơi, em ăn thử đi. Vợ ăn thử món này chưa? Thử nhá. Thực ra anh không thích quấn đâu. Vâng. Ăn cái món này là anh rất thích ăn trực tiếp, cho nó chuẩn vị luôn. À, coi mời mọi người nhé. Ngon dã man rồi, các con bảo ngư rồi. Em chưa được ăn con này lần nào anh ạ. Thật ra chưa được ăn lần nào. Thì hôm nay anh em ngồi bảo thôi hôm nay phải quyết tâm ăn thử bằng được. Mà hay ra đây ăn nhanh nhá. Chưa ăn thử món này bao giờ đâu. Đây em thấy có cái riềng này anh ạ. Riềng là. Đây chắc chắn là củ cải rồi. Ăn này nó làm tí vòng tay cả nhà. Xin mời cả nhà nhá. Đây làm tí muối mùi tạp. Ăn nó sướng nhỉ, nó giòn sần sật, xong là nó tan ở trong miệng ấy. Ngon. Anh ơi, có cái riềng hơi ngọt ngọt ăn cực kỳ ngon. Giòn lắm, đồ bơi cả nhà. Mọi người lên thử cái món này một lần nhá, cả nhà nhá. Ngon lắm. 120.000 đây, sự giấy một con này ăn cực kỳ ngon. Thực ra nếu anh đi anh chỉ gọi một con thôi. Vâng. Một mình anh thì anh chỉ gọi một con thôi. Một mình nếu như đi với bà xã thì bà xã không ăn, giả sử không ăn gỏi ấy, thì anh chỉ gọi một con thôi. Một con thì vẫn ok. Vâng. Thật ra bây giờ biết món này rồi anh ạ, thỉnh thoảng anh em mình trốn vợ đi nhà anh ạ. Làm mặc định luôn. Vâng, mặc định luôn. Mặc định luôn. Hai anh em làm mỗi người một con, làm thêm con sò mai. Làm hết 2-3 thì anh mình về nhá. Sướng được rồi. Hay sau này anh mình làm quán hải sản nhỉ? Anh ơi. Anh mình hợp tác mở quán hải sản đi. Vâng, được mà. Ngon lắm rồi nhỉ? Ngon, thật sự ngon. Bào ngư có thể là làm được rất nhiều món nhá, sự nhá. Là nấu súp. Súp bào ngư. Súp bào ngư, vâng. Cháo bào ngư. Hoặc là bào ngư nướng phô mai. Vâng. Ngon. Năm nay Trung Quốc người ta không nhập nên chắc rẻ hơn, nhưng mọi năm thì em thấy cái món này là khá là mắc mà. Mắc tiền. Ốc hương ở đây thì không to lắm đâu. Tình cảm Hà vẫn mua được con ốc hương to cực kỳ luôn. Em có tin anh mua con ốc hương mà nó to như con ốc biêu không? Vâng. To hơn ốc biêu luôn. Con thì chắc là con ốc tự nhiên anh. Ốc tự nhiên. Mọi người mà nuôi thì chắc nó chỉ như này thôi anh. Ừ. Con ốc tự nhiên to lắm. Ốc con hương em thấy ăn mà. Ốc hương nhé. Ốc hương kiểu thơm nhỉ. Đây lẩu ra đây. À. Có vẻ chuyên nghiệp hơn quán anh em mình nhỉ. Vâng, anh em mình học anh ạ. Anh ơi, anh mời em nhé. Được cái đổ ở đây nó chất lượng. Nó tươi anh. Tươi. Ăn thật sự rất là tươi ấy. Ăn sướng. Họ thật ra là đấy. Anh bảo làm sao một quán đông như này. Mọi người mua mang về nhiều anh nhá. Mua mang nhiều về nhiều, anh hay mua về lắm. Nhất là cái con ốc hoàng hậu hôm nào anh làm sashimi cho em nhá. Vâng. Con ốc mà nó khoảng tầm là 2 cân ấy. Vâng. 2 kg đến 3 kg.
Xong anh em mình làm sashimi như kiểu là ăn như bào ngư luôn. Ăn như bào ngư này đúng không anh? Ăn như bào ngư luôn. Cái vị đó có khác không? Em con em chưa được ăn đâu. Khác một tí thôi nhưng mà nó cũng sừng sực như thế. Đây là một nhân vật bí ẩn luôn luôn xuất hiện ở sau khung hình quay cho Hà. Đây là Caramel của Hà đấy. Bây giờ Caramel đã được ăn. Bà xã Hà thì quê Tuyên Quang, quê Thái Bình. Cả nhà em Sư với cả Hà thì chơi rất thân với nhau, hai em quán gần gần nhau, xong là tính cũng lại dễ gần nữa, nên là hai anh em thì tự nhiên hợp nhau ấy. Đấy thì hôm nay hai gia đình đi ăn với nhau. Mời gọi thì Hà ở Linh Đàm thì các quán ở Linh Đàm là luôn luôn có những cái hiệp hội ấy. Anh em hay giao lưu, nhưng mà sau khi ai mà hợp với nhau lại giao lưu thường xuyên hơn nữa. Thôi anh em mình lại cạch riêng cái xong là tí nữa okay, chung sau nhỉ. Vâng. À, coi mình về nhà nhé. Cả nhà cái bảo ngư này. Cái bảo ngư này không phải là đắt tiền đâu. Tính theo giá tiền cân ấy, thì rất là đắt. Có thể là lên tới 2 triệu một ký. Nhưng mình gọi theo con này nó chỉ khoảng tầm 100.000 hơn 100.000 một con thôi. Mà một con này ăn sashimi ấy, thì ăn được nhiều lắm. Mọi người nếu như mà qua Biển Đông ấy, gọi thử món này ăn. Đây cầm lấy đó, đây con này trồng người lấy trồng cho em á. Mình đúng, mình có thể quấn hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Chấm nhỏ. Như Hà này đúng nước cốt chanh này chấm một tí xì dầu một cái ăn ấy thì nó tan luôn trong miệng luôn, ăn nó sướng lắm đấy ạ. Mà ngon. Cả nhà cứ thử đi. Thì là nếu mà ra Biển Đông thì gọi như là gia đình đi 4 người, 2 trẻ con này thì gọi một con thôi cũng được. Là mình đã có thể thưởng thức được một món sashimi mà đỉnh cao luôn đấy, ngon lắm. Thật sự là với cả nhà, sự làm nghề này mà sự nhìn biết con mực này cực kỳ tuyệt vời. Đây cả nhà xem. Anh ơi, đây, cả nhà nhìn xem nó dày như này. Và cái thịt của nó thì thật ra còn cả nhà mà xanh ăn nhá, không phải là loài sự xanh ăn. Nhưng mà đây, nó còn cả các chấm li ti. Làm con mực cực kỳ tươi và hầu như là khi ăn vào thì nó có cái vị này cả nhà nhá. Xin mời cả nhà nhá. Nó giòn, nó ngọt cực kỳ cả nhà. Được rồi, hôm nay hai anh em Hà với Sự đi. Gia đình nhà Sự rất hay ra đây ăn. Tại vì nhà Sự, anh ạ, nhà Sự thì có làm về cái mảng dịch vụ đồ chơi ở công viên Cầu Giấy, rất ngay ở cơ sở Trần Thế Tông này thôi. Em Sự đang rủ Hà là ăn xong bữa này cái là đi sang Phù Đổng luôn ý. À cũng là đang không biết thế nào đây. Mời ở nhà con tôm nhá. Bóc thì nó lòng cái này bóc làm tôm sao được. Bình thường đó mình cho nguội nhỉ. Mình hấp ấy thì nó khác, nhưng mà khi mình nhúng vào lẩu nó bị những con tôm lột này nó ngấm cái nước chua cay vào. Đúng rồi anh. Ăn nó khác đấy. Nó có cái vị khác. Nhiều người khả năng cũng không quen ăn tôm lột. Tôm lột đấy anh. Con tôm lột thật ra là con tôm ngon nhất trong tất cả loại tôm. Ăn nó cái cảm giác là cái thịt của nó chắc nhanh nhá. Nó vừa lột xong cái thịt nó chắc này. Và thật ra ăn nó rất là mềm. Mình có thể ăn cả vỏ luôn anh. Riêng con tôm lột ăn cực kỳ thú vị. Như kiểu một con tôm ấy, như cái về cái hải sản biển thì em không được làm rõ như ví dụ con tôm thông thường thôi. Con nào mà lột này hay là nó có trứng thì anh ăn cực kỳ tuyệt vời. Mòn thì quá là đỉnh luôn. Anh em mình nhá. Chúc sức khỏe anh nhá. Chúc sức khỏe em nhá.
Cả nhà. Hôm nay thì gia đình Hà và gia đình An Sự đến thỉnh thoảng là hai gia đình là rủ nhau đi ăn. Tuy nhiên thì làm YouTube thì Hà mới quay lên, nhưng mà trước đây thì hai gia đình vẫn thường xuyên như này, ăn nhà hàng này, nhà hàng kia. Hôm nay thì đến trải nghiệm món quán hải sản miền Đông. Thực ra hải sản miền Đông thì đến rất nhiều lần rồi. Và đây là một cái địa chỉ uy tín ăn hải sản rất là ngon. Và phải nói luôn là chất lượng hàng đầu đấy. Hà Còi hy vọng rằng là những cái trải nghiệm của Hà sẽ giúp quý vị có được những giờ phút xem video thú vị. Hãy cho Hà một cái comment tích cực để Hà có động lực hơn làm những video tiếp theo. Cho Hà một like nữa để Hà thấy vui, để có động lực hơn. Xin chúc cả nhà xem video thú vị. Hãy xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.